Hello cả nhà, tiếp tục là những thông tin tốt về các cái dự án đầu tư tại Khánh Hòa. Đây là những cái thông tin vĩ mô mà chúng ta là những người đầu tư bất động sản á, chúng ta nên xem mọi người nha. Trên bài báo được viết trên báo Khánh Hòa vào tối ngày hôm qua 12 tháng 3 về cái tiêu đề là Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tiềm năng phát triển kinh tế của huyện Cam Lâm. Thì trên hình ảnh chúng ta chính là hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính này và bác Phạm Nhật Vượng tập đoàn Vingroup đó mọi người ạ. Thì chiều ngày 12 tháng 3 sau ngày buổi sáng thì bác Chính đi phân phong, thì buổi chiều thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ tiếp tục khảo sát thực địa tại khu vực mà tập đoàn Vingroup mong muốn triển khai dự án ở huyện Cam Lâm. Cùng đi thì có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đấy. Về phía tỉnh Khánh Hòa thì các ông Nguyễn Hải Ninh này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ông Hoàng Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, hội tỉnh cùng các phó chủ tịch ủy ban nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành. Người thấy không? Thì lãnh đạo tập đoàn Vingroup trình bày ý tưởng đầu tư với thủ tướng và đoàn công tác. Thì tại để quan sát thì lãnh đạo tập đoàn Vingroup đã báo cáo với thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên của đoàn công tác về ý tưởng đầu tư dự án đại đô thị trên địa bàn huyện Cao Lâm. Theo đó thì khi dự án được triển khai sẽ biến vùng đất nông thôn miền núi trở thành đô thị cao cấp mang đẳng cấp quốc tế, nổi bật là trung tâm trí tuệ toàn cầu, trung tâm y tế, giáo dục cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp thuộc hàng đầu thế giới. Nếu được phê duyệt thì tháng 6/2023 dự án khởi công sau 2 năm hình hài của các khu đô thị phức tạp sẽ thành hình. Thì đấy, người ta đến tháng 6/2023 khởi công thì 2 năm sau 2025 á thì nhà của các khu phức hợp sẽ thành. Tập đoàn Vingroup mong muốn được đầu tư phát triển dự án ở Cam Lâm để trở thành một thành phố mới đẳng cấp quốc tế, chất lượng môi trường sống tốt và trung tâm kinh tế du lịch dịch vụ của cả nước, tạo tiền đề năm 2030 Khánh Hòa phát triển toàn diện trở thành thành phố du lịch trung ương. Cho nên mọi người thấy bác Vượng mà bác nói thì bác sẽ làm rất là nhanh, rất là tốt thôi. Qua nhiều cái dự án bác đã triển khai khắp cả nước từ trước đến nay đó thì thần tốc lắm mọi người ạ. Thì tôi hy vọng lần này ở Cam Lâm cũng như vậy. Đây là những thông tin vĩ mô mà quý nhà đầu tư như anh chị em chúng ta cần phải quan tâm mọi người nhé, để chúng ta đi đầu tư nó đúng hướng, dòng tiền chúng ta đúng nơi mọi người nhé. Thì Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh cái tư tưởng đầu tư của tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, để dự án tạo được sự đồng thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia và người dân về ý tưởng này để cho nó phù hợp đó. Nếu dự án được triển khai, cần phải tạo thêm một khu đô thị xanh, thông minh, trở thành một trung tâm trí tuệ toàn cầu, tạo công ăn việc làm cho con người địa phương. Đặc biệt, chủ đầu tư cần tạo ra hình mẫu về tái định cư. Người dân phải có điều kiện sống cao hơn hẳn nơi ở cũ và đảm bảo kinh tế lâu dài. Bên cạnh đó, khu đô thị cần phải bảo tồn được không gian văn hóa trước đây. Về phía bộ ngành địa phương thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải phối hợp với chủ đầu tư trong tiến hành các thủ tục sao cho đúng luật, tránh cái việc lợi ích nhóm phiền hà và hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây là một bài báo ngắn thôi nhưng nó chứa rất là nhiều thông tin hay đấy mọi người ạ. Mọi người học đọc kỹ mọi người nhé. Đây là TV quay một video để chia sẻ mọi người về cái thông tin hay về báo này mọi người nhé. Mọi người quan tâm thì follow kênh YouTube, like, subscribe cùng anh em TV. Xin chào lại trong các video tiếp theo. Bye bye.